Từ xưa đến nay, yếu sinh lý ở nam giới luôn là căn bệnh rất nhiều người gặp phải, nhưng lại rất ít người dám nói ra, bởi theo quan niệm của người phương Đông, đây là căn bệnh phòng the rất tế nhị. Có rất nhiều cách để chữa chứng chưa ra đến chợ đã hết tiền, từ các phương pháp Tây y đến Đông y. Tuy nhiên, bài thuốc nam vẫn là sự lựa chọn tin tưởng của nhiều đấng nam nhi. Có một loại thảo dược với công dụng tuyệt vời trong việc điều trị yếu sinh lý, đó là cây sâm kháu vài làng. Loại cây này chỉ mọc ở vùng núi Tây Côn Lĩnh, một đỉnh núi trên khối núi thượng nguồn của sông Chảy, phía tây tỉnh Hà Giang. Dãy núi Tây Côn Lĩnh trải dài trên hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên. Loại cây này mọc tự nhiên, có độ tuổi trung bình từ 30 đến 40 năm tuổi. Kháu vài làng dịch nghĩa theo tiếng dân tộc Tày. Kháu là cơm, vài là trâu và làng là sức khỏe. Khi dùng bài thuốc này sẽ có sức khỏe như con trâu rừng. Bài thuốc trị yếu sinh lý nam kháu vài làng có thành phần gồm cốc kháu vài làng, cây bàn tay ma, khâu tắc tóc và kết hợp 4 vị thuốc gia truyền khác. Cách dùng ngâm thuốc với rượu trong vòng 30 ngày là dùng được. Bài thuốc này thì bắt nguồn từ cụ Văn Cao, cụ tổ trong gia đình. Thì trong quá trình là cụ đi khám chữa bệnh và dùng cái bài thuốc để phục chức năng cho bệnh nhân thì quá trình ấy có hiệu quả lớn. Thì ban đầu thì trong quá trình đấy thì cứ truyền từ đời này sang đời khác đến đời tôi là đời thứ 5. Và vừa rồi thì tôi cũng được ông Mạc Tiến Lâm là ông cụ trong gia đình là ông truyền lại cho bài thuốc sinh lý. Bài thuốc thì có dưới dạng thuốc sắc và thuốc ngâm rượu. Nhưng được truyền lại thì dưới dạng ngâm rượu rất là tốt và dùng với liều lượng là 1 ly nhỏ, tương đương hoặc 1/2 ly đến 2 ly nhỏ là tầm 15 ml, thì dưới 15 ml. Thì trong rượu là thuốc tác dụng là dẫn. Bài thuốc gồm có 7 vị chính theo nam thất nữ tiểu, thì nam 7 vị nữ 9 vị. Cái về sinh lý của nam thì gồm có 7 vị chính. Thì trong đó thì có củ cây kháu vài lèng, củ sâm cây kháu vài lèng và lấy cái thân cây bàn tay ma này tác dụng lên gan và thận rất là tốt, hỗ trợ tác dụng khi kết hợp với cái cây củ cây sâm này thì sẽ gây ra tác dụng là nó hỗ trợ cường dương, tăng cường sinh lực. Và đối với người sinh lý nam giới sau khi sử dụng thì nó sẽ tiến triển dần dần. Yếu sinh lý bao gồm xuất tinh sớm, liệt dương, rối loạn cương dương, trong đó xuất tinh sớm là hiện tượng thường gặp nhất. Xuất tinh sớm do nhiều nguyên nhân, có thể do chức năng thận, do sức khỏe, tuổi tác và một số nguyên nhân nữa là thủ dâm ở nam giới. Trong các y văn cổ đã viết, giữa thân câu sinh nhi thiên thần tử, nghĩa là cùng lúc với cơ thể nhưng lại suy thoái trước cơ thể. Sự suy thoái này là do kỳ sự thâm đa, nghi vô khoanh lễ và thốt nhi bạo dục, bất đãi kỳ tráng, bất nhẫn kỳ nhiệt thì có cực thương. Tạm dịch là sử dụng rất nhiều nhưng không biết cách chăm sóc, đã hết sức mà lại còn làm mạnh, không đợi nó khỏe lên, không chờ nó nóng, vì thế mà mau chóng tổn thương. Đối với thuốc sắc thì dùng 10 đến 15 thang là có kết quả tốt. Mỗi thang thì sắc với 1.000 đến 1.200 lít nước, sắc trong vòng 7 đến 10 phút. Để sau đó để nguội, đó đem ra cốc uống. Thì trong quá trình mình uống thì là cái để dùng nước ấm ấm để nó dẫn thuốc nó tốt hơn. Và bá tiếp tục sắc lần 2. Lần 2 thì cho 700 ml nước đến 1.000 ml nước. Thì sắc trong vòng 5 đến 7 phút. Sau đấy mình đem ra cốc mình uống, thay nước hàng ngày. Đến còn về dưới dạng ngâm rượu thì một túi một cái thuốc ấy thì mình thì bên tôi cũng làm bốc sẵn là có 3 thang thì ngâm với 10 lít rượu trắng. Thì rượu thì mình sẽ dùng cái rượu với nồng độ là 32 đến 35 độ, nhưng thường bây giờ thì cứ dùng 35 độ thì nó sẽ an toàn hơn và chất lượng nó cũng rất là tốt. Theo Đông y, nguyên nhân gây ra tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm là khí chất và phi khí chất, và tóm lại trong các nguyên nhân phụ sau:
Nguyên nhân về mạch máu, việc trở ngại trong việc dẫn lưu tĩnh mạch, động mạch dẫn đến lượng máu cung cấp tới dương vật không đủ gây ra tình trạng liệt dương. Nguyên nhân do thần kinh, những người bị tổn thương cột sống, u cột sống, tổn thương xương chậu hoặc tổn thương đĩa đệm là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh yếu dương vật rất cao. Do rối loạn nội tiết, các biến hóa bệnh lý vùng dưới đồi tuyến yên, suy giảm chức năng tuyến sinh dục nguyên phát có thể gây ra tình trạng liệt dương vật ở nam giới. Bên cạnh đó, khi mắc hội chứng Edison, tăng năng tuyến giáp, suy giảm chức năng tuyến giáp, suy giảm chức năng tuyến thượng thận nam giới cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến sinh lý. Do sử dụng thuốc, việc sử dụng thường xuyên thuốc giao cảm trung khu thần kinh, thuốc ức chế thần kinh và các loại thuốc trầm uất cũng gây ra tình trạng yếu dương vật ở các quý ông. Bên cạnh đó, các bệnh viêm tuyến tiền liệt, hẹp bao quy đầu hay xương bìu giái cũng là nguyên nhân gây nguy cơ cao bị liệt dương. Lại cái đây là bài thuốc gia truyền của gia đình đã đời, đối với lại là Lang Y và Con Minh thì là đã đời thứ 5. Lang Y mà Con Minh thì rất là còn trẻ, thì tuổi đời cũng đã cống hiến và thực hiện cái bài thuốc gia truyền này cũng đã được 10 năm. Thì cái bài thuốc này thì phải nói là những cái dược liệu mà sử dụng trong cái bài thuốc của Lương Y này thì là được thu hái ở trên các đỉnh núi cao, đối với Hà Giang như các đỉnh núi cao như trên Đồng Văn, rồi là Tây Côn Lĩnh, rồi là Chiêu Lộc Thi, Hoàng Du Phì. Cho nên là cái chất lượng của cái vị thuốc trong cái bài thuốc này là cũng có giá trị rất là cao. Trong cái thành phần của bài thuốc này là có 5 vị thuốc nhưng mà bằng tiếng dân tộc. Nếu mà nói ra dịch phải dịch ra tiếng phổ thông thì chúng tôi cũng phải nhờ vào sách của Đỗ Tất Lợi thì mới dịch ra tiếng phổ thông được. Căn bệnh yếu sinh lý dưới định nghĩa, nguyên nhân của Đông y bao hàm do thận hư, bị tâm tỳ lưỡng hư, thấp nhiệt uất kết lâu ngày mà thành. Nếu nam giới không giải sẽ ảnh hưởng tới chức năng của lục phủ ngũ tạng, rối loạn âm dương và suy giảm sinh lý phái mạnh. Thế nhưng phương thức điều trị bệnh nào cũng có hai mặt ưu điểm và nhược điểm. Do đó, việc chữa bệnh trị yếu sinh lý bằng Đông y cũng tồn tại những mặt khác nhau. Đối với những người yếu sinh lý nam giới, rối loạn cương dương và dùng bồi bổ sức khỏe là bổ dương, là cương dương. Và những người khi quan hệ là nó không cương cứng trọn vẹn khi giao hợp ấy, thì sử dụng thuốc này rất là tốt. Đối với những người xuất tinh sớm hoặc liệt dương thì sau khi dùng ấy thì nó sẽ tiến triển dần dần lên. Thì dùng 10 đến 15 thang là có kết quả tốt. Mỗi thang thì sắc với 1.000 đến 1.200 lít nước, sắc trong vòng 7 đến 10 phút để sau đó để nguội, đó đem ra cốc uống. Thì trong quá trình mình uống thì là cái để dùng nước ấm ấm để nó dẫn thuốc nó tốt hơn. Và bá tiếp tục sắc lần hai thì cho 700 ml nước đến 1.000 ml nước, thì sắc trong vòng 5 đến 7 phút. Bài thuốc có công dụng trị chứng di tinh, di mộng tinh, tinh lạnh, xuất tinh sớm, chống liệt dương, liệt không quá 2 năm, bổ dương, cương dương, tự tin khẳng định được bản lĩnh của người đàn ông.